Sáng ngày 14 tháng 2, khách hàng mua các căn hộ dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Coco Bay Đà Nẵng tiếp tục căng băng rôn đòi quyền lợi tại trụ sở của tập đoàn Empire tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo đó, các khách hàng mua sản phẩm tại dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Coco Bay tố cáo công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, tức tập đoàn Empire, xu nợ, quỵt nợ, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao nhà và sổ đỏ theo hợp đồng đã ký, thực hiện việc chi trả cam kết lợi nhuận 12% trên một năm, không chấp nhận việc chủ đầu tư đơn phương thông báo chấm dứt trả thu nhập cam kết 12% trên một năm, cũng như không chấp nhận các phương án mà công ty Thành Đô đơn phương đưa ra. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Công ty Thành Đô cam kết lợi nhuận 12% trên một năm trong 8 năm đầu tiên với khách hàng sở hữu căn hộ khách sạn để thu hút khách hàng mua căn hộ với giá rất cao so với mặt bằng chung lúc bán nhà. Sau khi ký kết hợp đồng mua bán, công ty Thành Đô cũng đã ghi rõ trong hợp đồng việc chi trả lợi nhuận sẽ không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của chủ đầu tư. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 11 năm 2019, công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô phát đi thông báo chấm dứt chi trả lợi nhuận 12% tại dự án Coco Bay Đà Nẵng và chi trả thu nhập cam kết lợi nhuận này chỉ thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, khiến các chủ đầu tư sở hữu condotel như ngồi trên đống lửa. Bây giờ Coco Bay ra một thông báo là chấm dứt chi trả thu nhập cam kết mà tất cả bọn chị là đều vay SHB để mua cái căn hộ ở đây. Bây giờ nó chấm dứt chi trả cam kết là chị không có tiền để trả ngân hàng. Mà bây giờ nó coi như ngân hàng thì đang 11%, bây giờ lên 13,6%. Thì chị lấy tiền đâu mà chị trả nợ. Thế là bây giờ bọn chị sắp nhảy lầu hết rồi, không thể chần chừ được nữa. Sau khi tuyên bố không chi trả thu nhập cam kết cho các chủ sở hữu, công ty Thành Đô áp đặt một loạt các nhóm giải pháp thay thế. Trong đó, các phương án được đưa ra có việc chủ đầu tư tiếp tục hợp tác bằng một trong hai lựa chọn là chuyển condotel thành căn hộ chung cư hoặc giữ loại hình condotel như cam kết. Phương án 2 là thanh lý hợp đồng để các khách hàng đầu tư condotel tại Coco Bay Đà Nẵng tự kinh doanh, chuyển nhượng hoặc thanh lý hợp đồng hoàn lại tiền. Với phương án tiếp tục hợp tác, chủ đầu tư đưa ra lựa chọn chuyển đổi từ condotel sang căn hộ chung cư được quyền ở. Với phương án tiếp tục hợp tác, chủ đầu tư đưa ra lựa chọn chuyển đổi từ condotel sang căn hộ chung cư với phí chuyển đổi dự kiến là 15% trên giá mua bất động sản theo hợp đồng đã ký. Nếu vẫn giữ lại là loại hình condotel như cam kết thì khách không được ở, không phải nộp phí chuyển đổi. Tuy nhiên, thay vì cam kết lợi nhuận 12% trên một năm thì chủ sở hữu giao lại căn hộ để đơn vị vận hành duy trì hoạt động theo nguyên tắc ký hợp đồng 10 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thu nhập trong 3 năm đầu được cố định theo mặt bằng chung, 7 năm tiếp theo được chi trả cố định hoặc hưởng tỷ lệ 80% lãi từ hiệu quả kinh doanh. Năm 2006, công ty Thành Đô đã lừa đảo các khách hàng ký hợp đồng mua bán với cái nội dung hợp đồng mua bán cho khách hàng với giá cao ngất ngưỡng 39 đến 60 triệu. Giá này là giá đã bao gồm cam kết 12% trả cho các khách hàng trong 12 năm. Trong 8 năm. Nhưng thực tế Thành Đô mới chi trả cho khách hàng được 2 năm và còn lọ quỵt lại không được 2 năm. Ngoài ra Thành Đô còn bán dự án ma một căn hộ bán cho nhiều người. Vibex Rubik 360 đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 6350. Là khi mà chúng tôi ký hợp đồng là ba bên thì trong đó chúng tôi có một điều khoản của SHB là nói rõ là không được thay đổi bất cứ điều khiển nào của hệ thống mua bán. Ba bên dân đây là khó khăn một thì phải ra đường, nhưng Thành Đô thì ở Thành Đô khó khăn một thì chúng tôi có thằng nghìn lần chúng tôi ra đường phải mất vợ mất con, phải cô á cô bất và phải nhảy lầu. Còn Thành Đô khó khăn nhưng mà có hàng chục nghìn tỷ tiền của chúng tôi. Thành Đô làm sai mục đích xây dựng chỗ khác, là mua đất chỗ khác xây dựng chỗ khác và không đưa vào, một mét vuông xây dựng 15 triệu thu đến 400 triệu. Trường hợp thanh lý hợp đồng và hoàn lại tiền, tập đoàn Empire cho biết sẽ trả lại nguyên gốc theo giá trị tài sản ghi tại hợp đồng sau khi khấu trừ chi phí hỗ trợ lãi suất ngân hàng, chi phí hoa hồng đại lý bán hàng, chi phí trả nợ trước hạn của khách, chi phí phát hành bảo lãnh nhà. Theo phương án này, chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, khách hàng sẽ được hoàn trả. Nếu chưa nhận được tiền thanh lý, chủ sở hữu được tính lãi suất 10% trên một năm cho đến ngày nhận được tiền. Điều khiến các chủ sở hữu vô cùng bức xúc khi công ty Thành Đô còn thông báo. Trong trường hợp khách hàng không chọn được bất cứ giải pháp nào mà chủ đầu tư đưa ra, thì sau ngày 1 tháng 1 năm 2020,
công ty Thành Đô sẽ cùng tổ chức hành nghề luật sư được ủy quyền lập kế hoạch làm việc cụ thể từ ngày 2 tháng 1 năm 2020 đến ngày 19 tháng 1 năm 2020 để giải quyết thanh lý, hủy bỏ hợp đồng mua bán với khách hàng.